Chào bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn dòng máy mới của Inficon, đó dòng XT-CPS. Đây là dòng thiết bị chuyên dùng cho các hệ thống liên quan tới phủ quang học hoặc là bán dẫn. Thiết bị này thường được tích hợp trong các cái hệ thống phủ mạ trong các nhà máy liên quan đến sản xuất LED hoặc là semiconductor. Đó, bạn có thể nhìn qua với thiết bị này. Thiết kế thiết bị rất là nhỏ gọn để dễ dàng tích hợp cho các hệ thống. Nhìn kỹ mặt sau máy. Đó, ta có thể thấy là được lắp ráp tại Mỹ. Có hai cái cảm biến RS232 bằng nguồn cấp. Cảm ơn các bạn theo dõi.